Ngay sau lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em năm 2023 đã được diễn ra. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì buổi đối thoại. Tham dự diễn đàn đối thoại, các đại biểu trẻ em đại diện cho hơn 300.000 trẻ em trên địa bàn thành phố đã mạnh dạn trao đổi, bày tỏ ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đặt những câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề mà các em quan tâm như bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, tình trạng lao động trẻ em. Mặc dù trong những năm qua, chính phủ và đảng nhà nước đã ra sức phòng chống xâm hại đối với phụ nữ và đặc biệt là trẻ em chúng em, nhưng hiện nay ở đâu đó trong một số tế bào của thành phố chúng em vẫn còn những hình thức bạo lực trẻ em, và đó cũng là một vấn đề nhức nhối của toàn nhân loại. Hiện nay thì tình trạng là trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên đi làm, và có thể là các trẻ em mà còn nhỏ bị bóc lột sức lao động. Là mặc dù là các cô chú và các cấp lãnh đạo đã phối hợp cùng nhà trường để đã quan tâm và các tổ chức để tuyên truyền và giáo dục học sinh, nhưng mà vấn đề này vẫn ngày càng đang tiếp diễn. Diễn đàn đối thoại đã ghi nhận tổng cộng 29 ý kiến phát biểu của trẻ em, đề cập thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế. Lắng nghe và ghi nhận các câu hỏi của trẻ em, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã trả lời những kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong thời gian qua, cũng như sắp đến, thì có cô, có chú đã tập trung triển khai một số vấn đề như sau. Thứ nhất là công tác tuyên truyền, tuyên truyền kỹ năng, kiến thức cho cán bộ và hội viên của các cô, các chú nắm được về luật trẻ em, nghị định 56 chính phủ này, rồi có các văn bản liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em. Thì ngành giáo dục cũng như các sở ngành khác sẽ tăng cường hơn nữa các cái biện pháp và hướng dẫn phối hợp trong nhà trường, cũng như tập huấn trong đội ngũ thầy cô giáo trong việc hướng dẫn các kỹ năng cho các con, và tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị. Các em sẽ thấy sẽ có những cái phối hợp với bệnh viện tâm thần để tư vấn tâm lý cho các em ở một số trường. Phối hợp với công an thành phố trong việc tuyên truyền an toàn giao thông hay là kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Trả lời một số ý kiến khác của trẻ em, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cũng đã thông tin, hướng dẫn các em hướng xử lý với một số vấn đề trước mắt, đồng thời khẳng định tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động bổ ích, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em. Phát biểu kết luận chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của các em. Mỗi chia sẻ đề xuất chính là một gợi ý để lãnh đạo thành phố nghiên cứu, hoạch định các chương trình, chính sách phù hợp với trẻ em, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian đến. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy trách nhiệm của người đại biểu, nhất là trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em và đại diện trẻ em, tiếp nhận, chuyển và theo dõi giám sát việc giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em theo khoản 4 điều 79 luật trẻ em. Đồng thời theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến và nguyện vọng của trẻ em, đề xuất các chính sách đối với trẻ em để Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Với các nhóm vấn đề được trẻ em đề cập, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cấp ngành và toàn xã hội cần có sự vào cuộc đồng bộ để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp ngành thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030, thường xuyên tham mưu giám sát các chỉ tiêu đặt ra, cụ thể hóa chỉ thị 39 về xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã tặng quà cho các trẻ em tham dự diễn đàn, giúp các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lành mạnh trong kỳ nghỉ hè.